có mặt tại chương trình khai trương showroom Bếp Xanh trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, cho phép Kiều Loan xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt. Kính thưa quý vị, được thành lập từ năm 2013, đến nay Bếp Xanh đã trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Bếp Xanh đã định hướng trở thành chuỗi showroom thiết bị nhà bếp, thiết bị gia đình hàng đầu Việt Nam. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Bếp Xanh luôn đề cao sự trung thực, minh bạch và tính trải nghiệm thực tế trong từng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Qua những sản phẩm được trưng bày tại các showroom trên toàn hệ thống của Bếp Xanh, khách hàng sẽ được cảm nhận rõ nét và đánh giá một cách trực quan, cận cảnh về hiệu năng cũng như là những đặc tính của sản phẩm. Bếp Xanh luôn luôn cố gắng đưa đến khách hàng những sản phẩm, những dịch vụ với chất lượng tốt nhất để từng bước đến gần hơn với người tiêu dùng. Showroom Bếp Xanh tại địa chỉ 251 Nguyễn Thị Thập là thành quả của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của đại gia đình Bếp Xanh đưa tới những sản phẩm và những dịch vụ tốt nhất dành cho những khách hàng tại khu vực quận 7 cũng như là toàn bộ khu vực Nam Sài Gòn. Với mong muốn là tại chương trình hôm nay, showroom Bếp Xanh có thể tạo được ấn tượng tốt trong lòng các quý vị, đó cũng là một bước đệm quan trọng để giúp cho sự phát triển của toàn hệ thống siêu thị nhà bếp Bếp Xanh. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, và ngay sau đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Mỹ Hạnh, là giám đốc điều hành của hệ thống Bếp Xanh, sẽ tiến lên sân khấu và đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống siêu thị nhà bếp xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến sự hiện diện của các quý vị ngày hôm nay trong ngày khai trương của Bếp Xanh Nam Sài Gòn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, được thành lập từ năm 2013, tới nay trải qua 6 năm hình thành và phát triển. Hiện tại thì Bếp Xanh đang là đơn vị cung cấp các sản phẩm về thiết bị nhà bếp uy tín hàng đầu như Maloca, Bosch, Habler, TK, các thiết bị về máy lọc nước như Klisui, Geiser, Panasonic, Carofi và Kangaroo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng là đối tác tin cậy đối với các đơn vị thi công, nhà thầu cũng như các khách hàng cá nhân trong nước. Nhờ các sản phẩm cung cấp và chính hãng, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo. Để làm được điều đó, Bếp Xanh chú trọng đào tạo đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì Bếp Xanh đang sở hữu đội ngũ bán hàng và kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách trung thực, tận tâm và nhiệt huyết. Đến với Bếp Xanh, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo xuyên suốt trong quá trình từ mua sản phẩm tới sử dụng sản phẩm. Ở sự kiện khai trương Bếp Xanh Nam Sài Gòn ở 251 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7 là thành quả của sự nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ thành viên trong đại gia đình Bếp Xanh Family, cũng là sự khẳng định cho khát vọng vươn lên trở thành một trong những chuỗi siêu thị nhà bếp được yêu thích hàng đầu trong nước. Kính thưa quý vị, trong hơn 6 năm triển khai cung cấp các thiết bị nhà bếp, chúng tôi nhận thấy khách hàng luôn gặp nhiều khó khăn trong việc định hình và sắp xếp không gian bếp sao cho vừa đẹp và vừa tối ưu. Chính vì vậy, Bếp Xanh dành nhiều thời gian và nhiều tâm huyết để xây dựng không gian bếp mẫu sang trọng và hiện đại tại showroom Bếp Xanh Nam Sài Gòn. Từ đó giúp khách hàng có cái nhìn cận cảnh, trực quan về hình dáng cũng như công năng của sản phẩm. Đây cũng chính là điểm nhấn của showroom Bếp Xanh Nam Sài Gòn. Chính vì điều đó, showroom Bếp Xanh Nam Sài Gòn cũng là điều tốt đẹp đại diện cho phương châm và triết lý kinh doanh của Bếp Xanh. Triết lý xem trải nghiệm khách hàng là ưu tiên và kim chỉ nam hoạt động trong mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bằng việc khai trương showroom Bếp Xanh Nam Sài Gòn, chúng tôi hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như gìn giữ giá trị truyền thống trong bữa ăn của gia đình Việt Nam. Đúng như slogan của chúng tôi, Bếp Xanh khởi nguồn hạnh phúc. Cuối cùng, thay mặt tập thể Bếp Xanh Family, chúng tôi xin
xin gửi lời tri ân và cảm ơn tới tất cả quý khách hàng và quý đối tác đã đồng hành cùng Bếp Xanh trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn, chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ đến từ bà Lê Mỹ Hạnh.
ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ theo chân đoàn lân cùng tiến vào bên trong cửa hàng để cùng tham quan, mua sắm cũng như là trải nghiệm các sản phẩm của nhà bếp Xanh trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, vô chậm thôi, bên em đi chậm thôi.